chào tất cả quý vị thì hôm nay là chắc chúng ta học tiếp cái pháp cú số bữa trước là số 1 số 2 hôm nay là chúng ta học số 3 số 4 mà quý vị về có, có cố gắng thuộc nghe dạ có rồi kìa <laughs> câu số 3 số 4 là đọc trước cho quý vị nghe xong rồi sẽ giải thích và mình ứng dụng trong cuộc sống như thế nào để nó có lợi ích thứ câu số 3 là Đức Phật dạy là nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi Cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy Hận thù không thể nguôi Câu số 4 là nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai không ôm hiềm hậm ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Là quý vị thấy là cái nguyên do Đức Phật nói hai câu Kinh Pháp Cú này là thời Đức Phật còn tại thế Có một vị trưởng giả là dòng tộc với Đức Phật Cũng như con cô Con cô là dòng tộc với Đức Phật Và lớn tuổi mới đi xuất gia Nhưng mà vị này có một cái đặc tính Là thích 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 sĩ diện Có nghĩa là thích khoe khoang Thích được người khác tôn trọng Cho nên là mà đặc biệt vị này cũng thích hình thức bên ngoài lắm cho nên là áo quần lúc nào cũng cũng lắng lắng bước rồi mọi thứ là cần câu giống như mình dùng cái câu là cầu bỉ cung kính là muốn kiếm người khác là phải hướng về mình nhiều cho nên thể hiện ra bên ngoài nhiều để muốn mong cho người khác được được kính trọng được theo mình để tán dương mình thì một hôm là cái vị này đang ngồi tại tỉnh xá kỳ viên Đức Phật lúc bây giờ tại tỉnh xá kỳ viên vị này cái giảng đường lớn rồi vị này vị uh, tỳ kheo tên là Tisa này này ra ngồi ở giữa ngay giảng đường lớn thì lúc bây giờ là các các vị du tăng khách khác đó, đến để gặp Đức Phật thì khi mà các vị này đến thấy có một vị trưởng lão lớn tuổi ngồi cứ nghĩ là vị lớn tuổi cho nên họ họ đến họ đảnh lễ xong rồi cái tục bên Ấn Độ các chư tăng đương nhiên không có mang dép cho nên là khi mà đến như vậy á họ họ xuống, họ đảnh lễ rồi họ rửa chân cho vị trưởng lão đó, vị trưởng lão Ti Tisa đó thì vị này cũng im lặng cho cho các vị du tăng này làm, không nói gì cả, vẫn im lặng. Thì sau mà khi rửa chân xong đó thì các thầy du tăng mới hỏi là à, thầy xuất gia lâu chưa? Thì vị này nói là tôi mới xuất gia. Và lớn tuổi mới xuất gia, nó đã được hạ nào chưa, nó chưa có cái hạ nào hết tại vì người tu xuất gia là khi làm tỳ kheo lên thọ tỳ kheo tính nhập ăn cư kiết hạ mới tính một tuổi tuổi đạo dù vì đó vào xuất gia nhưng mà ở chưa có thọ giới cũng chưa tính là chưa tính vào dự vào tăng đoàn khi nào thọ tỳ kheo mới được tính vào tăng đoàn thì khi mà nghe nói vị này chưa có thạ nào cả chưa có mới tu thì mấy vị này nghĩ là nhầm mà tại sao hồi nãy giờ không chịu giải thích thì các vị du tăng kia mới hơi giận lên mới nói những cái lời sỉ nhục nói những cái lời không tốt là tại sao nãy giờ ông không nói ông biết ông không có tuổi hạ không mới tu tập mà để cho những cái vị thầy như chúng tôi mà phải rửa chân phải đảnh lễ như vậy các vị này mới nói những cái lời mắng nhiếc những cái lời không hay thì thì cái vị trưởng lão ti này vị thầy này tức tức mới kéo nhau đi tới gặp đức phật gặp đức phật để Đức Phật giải bài thì Đức Phật mới hỏi tỳ kheo ti sa hỏi cái thầy ti sa đó là khi các du tăng các thầy đã đến ông có đứng dậy chào không vị này cũng nói dạ không có mời nước uống không dạ không rồi có lấy bồ đoàn ngồi rửa chân cho họ không nói dạ không thì Đức Phật nói cái đó là lỗi của ông cho nên người ta có 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 nói có mắng giết, có nói thì cũng tại lỗi do ông cho nên là bắt cái vị tỳ kheo vị thầy ti sa này phải xin lỗi nhưng mà thầy này vẫn bướng bỉnh không chịu xin lỗi thì lúc đó các đức phật mới nói kể cái tiền kiếp luôn là thầy ti sa này nè chẳng những hiện tại kiếp này mà kiếp trước đã từng là một thầy tu tập ẩn sĩ tu tập nhưng mà cái tính bướng bỉnh cái tính muốn thể hiện muốn cầu cầu người khác theo mình cung kính mình cho nên là vẫn bướng bỉnh là kiếp trước là cũng hai vị du tăng một vị này là thầy Tisa, này kiếp trước đó là một cái vị ẩn sĩ tên là devala và hai người gặp một người một người thầy khác nữa tên là nevada là hai vị này cùng đi đến xin ở lại một cái nhà ông 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 trưởng giả khác thì ban đêm ở thì vị thầy một thầy một vị thầy kia mới mới sắp hai người ngủ hai chỗ. Nhưng mà thầy thầy mà Devala này thầy này cái tính ngang bướng mà cho nên là nằm ngay trước cửa đó. Thì thầy kia đi đi ra khi nửa đêm đi ra đạp ngay cái đầu. Thì vị này tức cũng nói lên những cái lời không tốt. Thì vị này đã dậy rồi, đã ta đã xin lỗi rồi nhưng mà vẫn cố tình quay đầu ngược trở lại hướng đó cũng nằm chỗ đó nhưng mà quay ngược trở lại thì cái người, người thầy hồi nãy mà lỡ chân đạp á thầy mới nói là hồi nãy là ổng nằm cái đầu cỡ đó rồi thì bây giờ chắc mình vô mình cẩn thận để đừng đạp đầu nhưng mà không ngờ tại vì ông thầy nào Ổng muốn cố tình ông chơi nào Ổng đã quay cái đầu lại nữa rồi ông này đi tìm cái góc chân để đi để khỏi đạp đầu thì không ngờ ông này lại quay đầu không biết cho nên đạp một lần nữa thì ổng lại dùng những cái lời mắng nhất thì khi mà ổng còn thề độc còn suối khiến cho cái thầy thầy ẩn sĩ này á là ông khi mặt trời lên ngày mai khi mặt trời lên ông sẽ bị phanh thay có nghĩa là sẽ bị bể đầu phải mặt trời cái ánh sáng mặt trời sẽ chiếu làm cho ông bể đầu nói những cái lời nhục mạ thì sau khi nhục mạ rồi vậy thì cái người thầy người thầy tu tập người thầy này mới quán lại là Ông này mới chính là người bị cái nghiệp quả, tại vì đã chứng quả cho nên biết được cái người thầy Devala đó sẽ bị nghiệp quả. Thì vị này mới cố tình là dùng thần thông của mình để che mặt trời không để mặt trời mọc lên để không có hại cái cái thầy Tỳ kheo đó, cái cái vị ẩn sĩ này không có để cho hại. Thì à, vua biết tự nhiên sáng sớm dân chúng thấy mặt trời hôm nay không mọc thì biết là có một cái điểm lạ thì vua mới tìm tới tìm tới biết được cái nhà của cái vị thí chủ đã cho hai vị ẩn sĩ đang ở thì tìm tới hỏi nguyên do thì vị này nói ra sự thật là tại vì tôi che mặt trời tại vì muốn cứu cho cái thầy ẩn sĩ đó, muốn không để cho cái thầy đã bị ảnh hưởng. Và dặn vua, và vua đã năng nỉ kêu ông này, bây giờ có cách nào để giải được cái nghiệp này? Thì cái thầy này mới nói rằng chỉ khi nào vị Devala đó vị này phải xin lỗi thì mới hết nghiệp. Thì vị này vẫn bướng bỉnh không chịu xin lỗi và thì thầy mới chỉ cái cách là ngài vua hãy dẫn cái người thầy này đi đến cái hồ nước và cho đứng trầm mình dưới nước và đặt đất sét che trên đầu á. Khi mà mặt trời lên á, tôi để cho mặt trời lên lại á, mặt trời mọc lên lại thì vị này phải lặn xuống nước và chui đi qua chỗ khác và đi đi luôn. Thì vị này cũng làm theo nhờ đó mà mà được thoát được cái cái nghiệp bị chết. Thì Đức Phật mới nói rằng cái người kiếp trước, người mà đã che mặt trời để cứu để người mà dẫm lên vị uh, Nevada tức là chính là là Đức Phật còn vua đó chính là Naranda Nalanda và cái thầy đó bây giờ đó là trưởng lão Tisa là cái tính ưng ương bướng vẫn còn cũng thích mắng nhiếc thích sỉ nhục thích bướng bướng bỉnh vẫn còn thì vị thầy này khi mà nghe Đức Phật kể lại tiền kiếp của mình mới sanh tâm mới hối hận mới chịu chịu xin lỗi và Đức Phật mới nhắc nhắc lại hai cái câu đó là nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi nhưng mà nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi không ôm hiềm hận ấy thì hận thù sẽ tự nguôi là hai cái câu đó nguyên do từ cái chuyện cái thầy tisa là làm gây nên cái chuyện đó cho nên đức phật mới nói ra hai câu đó thì bây giờ mình ứng dụng nó như thế nào trong cuộc sống của mình thì quý vị thấy là tâm lý thường á con người mình á lần sau quý vị ai nói chuyện gì đâu đâu là thích nghe mà nghe mà lỡ mà đụng chạm tới mình lần sau quý vị bắt đầu mình ôm trong lòng mình cứ giữ mãi trong lòng mình không chịu bỏ cho nên Đức Phật mới nói nếu mà cứ còn tư tưởng á, mình còn thấy là người đó đánh mình, còn thấy tư tưởng người đó mắng mình, còn thấy tư tưởng người đó thắng thua, người đó thắng mình, thì mình sẽ giữ cái tư tưởng đó mình sẽ còn khổ cái điều đó để Đức Phật muốn nhắc chúng ta là mỗi người chỉ cần mình bỏ cái ngã xuống quý vị thấy Đức Phật Đức Phật còn tại thế Đức Phật quý vị có biết cái chuyện mà các vị Bà La Môn mà mà chửi mắng Đức Phật á khi Đức Phật đi ngang qua một cái vùng cái vùng đó thì cái các vị Bà La Môn thấy các đệ tử của mình theo Đức Phật quá nhiều cho nên họ tức họ mới mắng chửi Đức Phật đó thì Đức Phật không trả lời thì lúc đó là họ mới hỏi này cô Đàm ông có điếc không thì đức phật mới nói ta không có điếc cái vị này kê thì các ông bà la môn mới hỏi lại là không có điếc tại sao không nghe chúng tôi chửi đức phật nói đức phật mới trả lời chỉ trả lời đơn giản thôi nói là giống như ông đem quà đi ông mời các bạn bè tới nhà ăn tiệc và ông lấy khi ra về ông lấy quà ông tặng cho những người bạn thì họ không nhận thì sao thì các bà la môn nói đương nhiên thì chúng tôi lấy lại thì đức phật nói thì các ông chửi tôi không nhận thì cái chuyện đó nó nó sẽ trả lại cho các ông thôi thì khi nghe đức đó là một cách ứng xử quý vị thấy là người ta chửi đức phật luôn chửi đó là người ta sai nhưng mà đức phật vẫn không không nghe có nghĩa là không thấy người ta chửi không ôm cái hiềm hận không có giữ nhưng mà con người chúng ta nhiều khi là chưa chửi tới mình nó họ chửi bóng chửi gió là bắt đầu mình đã ôm rồi mình bắt đầu mình sao mình nói là cái người đó chắc chửi mình, nói bóng, nói gió, hay là nói móc xỉa mình. Chưa đụng tới mình, mình đã chửi rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy là dù cho người đó có chửi mắng mình, có nói những cái lời độc ác, có nói những cái gì, dù là chửi mình nữa, thì mình vẫn không ôm ấp, không ôm giữ, không để ý tới, thì mình sẽ được an lạc. Và người đó thật sự là mới có nội lực tu tập. Mà khó lắm quý vị, khó lắm. Rất là khó bản thân mình mà nghe ai chửi mình cái thưa quý vị là nhiều khi ngủ mấy đêm ngủ không được là mình có ôm giữ cái cái mình cứ nhớ tại sao mình đâu có mình tại mình tức tại mình cũng phải tức tại mình nghĩ rằng lỗ mình đâu có làm điều đó sao họ cứ chửi mình mình tức nhưng mà mình chuyển hóa được tức là mình khởi lên một cái tâm hỷ xả mình buông mình chuyển hóa được là tự nhiên mình sẽ nhẹ nhàng thì đức phật đó mới nhấn mạnh là cái đó là người chiến thắng được mình chiến thắng mình rất là khó có vị khi mà họ chửi như vậy mình đừng có nghĩ mình không thấy mình không thấy đó nó bắn tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi mình không thấy mà mình muốn không thấy những điều đó thì mình phải hạ cái bản ngã mình xuống tức là sao mình nghĩ mình thôi cũng giống như cái thân này nó không có thật thì họ nói gì họ nói cho cái giả cho không phải là mình thì tự nhiên mình sẽ không không nhớ những cái lời người ta nói còn mà nếu mình còn thấy à, mình là mình là chút hiếu hoặc là mình là gì đó mình thấy mình là bác sĩ mình thấy mình là kỹ sư mình thấy mình là mình mình còn thấy mình cho nên chỉ cần người ta kêu tới tên mình là sao mình nổi giận lên rồi mình nói họ họ chửi mình nhưng mà mình phải hạ cái ngã xuống tức là diệt cái bản ngã thì tự nhiên dù người ta có chửi người ta có làm sai mình biết họ làm sai mình cũng cảm thấy mình mình thương cho họ thì cái đó là quý vị thấy là mình có nội lực rồi đó còn nếu mình thấy rằng ví dụ ông chồng hoặc bà vợ hoặc cái con mình, chị mình, em mình chửi mình, mắng mình mà mình còn buồn giận tức là chứng tỏ là cái bản ngã mình còn. Thì, thì mình còn phàm phu đương nhiên chúng ta sẽ còn buồn còn giận nhưng mà quý vị phải quán như những lời Đức Phật dạy đó. Thì những người họ làm cái đó là họ đang gieo gieo nghiệp xấu nếu mình buồn giận tức là mình ôm cái đó Mình còn chấp cho nên mình còn buồn giận Cho nên nếu chúng ta xả bỏ được cái tâm đó Thì chúng ta sẽ yên Giống như trong cuộc sống quý vị thấy Đời sống gia đình, vợ chồng, con cái, anh chị em Tất cả đều vậy thôi Nếu chúng ta mình mình nghĩ mình không không phải chửi mình nó thôi ổng nói tên mình kêu tên mình hoặc là bả kêu tên mình hoặc là người đó nhưng mình nghĩ rằng cái tên này là chỉ giả thôi cái thân này cũng giả tạm quan trọng là cái tánh giác ngộ của mình thì mình nghĩ những điều đó thì tự nhiên mình sẽ sẽ nguôi mình không có có ôm giữ còn mình tại vì đức phật tại sao đức phật nhấn mạnh cái điều đó tại vì mình còn ôm giữ những cái tư tưởng là nó mắng tôi nó đánh tôi nó thắng tôi có thắng có thua mà quý vị thắng thì về vui nhưng mà người thua thì về buồn thì cho nên nếu mình còn tư tưởng đó là mình còn khổ và chẳng những mình còn tư tưởng là mình thấy người ta giận mình người ta chửi mình người ta mắng mình thì mình ôm cái thù đó có ngày quý vị sẽ đi trả thù còn nếu mình bỏ cái tư tưởng thù hận đó thì mình không còn thấy trả thù và mình cảm thấy mình thương cho họ cho nên cái đức phật dạy hai cái câu này là để gì mình xả bỏ thì tâm mình mới nhẹ nhàng và mình khỏe mà tu cái này rất là khó không dễ đâu quý vị tại vì người ta chửi đúng người ta người ta sai người ta sai người, người ta chửi mình là người ta sai nhưng mình biết là người ta sai nhưng mà mình không giận thì đó là mình mình đức phật nói người đó là có nội lực tu tập tức là chuyển hóa được nội tâm rồi đó là như vậy chúng ta sẽ được an lạc và công đức cái đức mình tự nhiên nó tăng còn nếu người ta chửi mình mình chửi lại thì mình cũng giống như người ta mình cũng tạo nghiệp người ta đã tạo nghiệp rồi mình đi chửi lại thì mình cũng giống người ta cho nên là hai cái câu này nhắc mình rất là là thâm sâu rất là ý nghĩa trong cuộc sống này là dù ai chửi ai mắng hoặc là ai thắng hơn gì đó mình vẫn hỷ xả, mình vẫn hoan hỷ, mình vẫn vui thì tự nhiên mình sẽ được an lạc. Còn mình ôm những cái niềm nỗi niềm những cái những cái giận hờn đó mình sẽ khổ. Thì cho nên là mình muốn dẹp nó, mình phải hạ cái bản ngã mình, mình phải quán cái thân này không có thật. Và cái ngay cả cái tên mình người ta có kêu tên mình chửi mắng hoặc là làm gì đó, cái tên cũng chỉ là giả tạm thôi, không thật. Mình nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc thì mong là tất cả chúng ta nhớ mình phải nhớ hai cái câu này mình nhớ là để mình học lỡ mình mình nhớ ai chửi mình ai mắng mình hoặc là ai làm gì mình mình nhớ cái mình nhớ lời đức phật dạy nó ủa đừng có không không nên ôm những cái cái những cái tư tưởng này là mình sẽ nhẹ mình xuống liền mình sẽ quán mình sẽ nhẹ xuống lúc đó mình không còn khổ đau nữa thì chúc tất cả quý vị là luôn luôn là đừng luôn sống với cái tâm hỷ xã mình hỷ xả tức là mình từ từ mình mới lên làm bậc thánh nhân được còn nếu mình chấp mình chửi lại mình trả thù lại thì mình cũng là phàm tục như những cái người đó cho nên là mình muốn thăng hoa cuộc đời mình mình muốn có đức độ nhiều thì chúng ta phải tập với cái tâm hỷ xả thì mình sẽ sống rất là được an lạc thì chúc quý vị luôn được sống với cái tâm hỷ xã để chúng ta gia đình mình cũng như bản thân mình luôn luôn được an lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật